À rồi, xin chào tất cả anh em. Thì ngày hôm nay thì mình đã quay trở lại đây. Thì còn khoảng hơn một tuần nữa là đến Tết thôi. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip cho anh em. Đây là những cặp bồ câu ti tan thái siêu thịt là chuẩn bị đi giao cho khách anh em nhé. Tổng cộng những cái lồng này là tầm khoảng 4.000 cặp này, hơn 4.000 cặp đấy. Thì những cái lồng nhỏ nhỏ này thì mình sẽ đã phân ô ra rồi. Nó dài cả mấy trăm mét đấy, tít lên trên kia kìa. Thì tổng số lượng của nó là hơn 4.000 cặp. Đây là bồ câu ti tan thái siêu thịt đấy anh em nhé. Đã có người đặt giống hết rồi. Thì qua Tết thì mình sẽ chuyển đi cho khách hàng để làm cái trang trại đây nha. Thì đây anh em có thể thấy này, những cặp bồ câu của nó là cực kỳ chất lượng luôn. Đây là những cặp bồ câu là chuẩn bị vào đẻ đó anh em nhé. Còn kênh Nông Dân Làm Giàu của mình thì anh em cũng đã biết là nó uy tín và chất lượng như nào rồi. Thì ở trại mình thì có giao đi cả nước đấy. Thì năm qua phải nói là rất là cảm ơn anh em đã ủng hộ cho trại cũng như là ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Thì cũng mình cũng biết là có rất nhiều những anh em nhận được những cặp giống ở trại của mình và đã đổi đời đấy, đã có thể làm giàu rồi bằng chính đôi bàn tay của mình. Thì nhiều anh em cũng đã rất là trở nên giàu có, mua nhà, sắm xe hơi được có thứ. Rất nhiều anh em phải nói là đổi đời đấy. Thì mình cũng hy vọng là anh em tiếp tục đồng hành cùng với mình trong cái chặng đường là làm video để truyền tải những cái thông điệp đến cho mọi người, đặc biệt là việc khởi nghiệp với con chim bồ câu anh em nhé. Đây là những cặp chim bồ câu là chuẩn bị vào đẻ hết rồi. Thì cái chống mái ở trong mỗi cái chuồng nhỏ nhỏ này này thì nó là đều nhau nhé, 50-50 cả đấy. Ngày mai mốt mình bắt đi giao cho khách thì mình sẽ ghép cho khách luôn. Anh em có thể thấy là ở cái cườm của nó là đã ngả màu hết rồi. Và những cặp chim bồ câu này là tầm một thời gian ngắn là sẽ đẻ thôi. Và chim bồ câu ti tan siêu thịt nó có một cái ưu điểm, đó là nó không bị bệnh em nhé. Nên là mình khi mà mình mua về thì mình cũng không cần phải cho tiêm thuốc hoặc là cho uống cái gì đâu. Nó sức đề kháng nó rất mạnh. Còn những cặp chim anh em khác mua ở đâu thì mình không nói, nhưng mà ở trại của mình thì những cặp chim bồ câu này thì mình nuôi từ khoảng 10 đến 12 năm anh em nhé, thì mình mới thả nó đi. Rất là chất lượng luôn, anh em có thể đến tận trại của mình để anh em tận mắt chứng kiến thì mình mới cảm thấy đã. Còn những anh em nào xa xôi không có điều kiện thì anh em xem ở trên video thì cũng nói chung quá tuyệt vời rồi. Thì ở những cái trại khác thì anh em nuôi chim thì vì nó cho ăn chất kích thích hay là gì đấy nên là nuôi tầm khoảng 4 đến 5 năm là nó anh em đã phải thả đi rồi. Tại vì lúc đấy là nó cũng không đẻ nữa. Riêng trại mình thì 10 đến 12 năm vẫn chất lượng anh em ạ. Đấy, anh em có thể thấy những cặp chim bồ câu nó to không? Chim bồ câu ti tan thái trước khi là trại mình của nó là cái trọng lượng và cái kích thước của nó rất là to luôn á. Anh em xem video nhiều anh em cũng biết mà, có thể so sánh trực tiếp luôn. Ở những cái video của mình thì cực kỳ là chất lượng và cực kỳ hình ảnh nó chân thật anh em nhé. Không giấu giếm gì anh em, thì ở trại mình thì chuyên cung cấp, đây là giống bồ câu ti tan thái siêu thịt này. Thì trong thời gian qua thì mình có làm thêm video về bồ câu gà Mỹ đấy, tại vì cũng quá trời anh em hỏi mình về cái loại bồ câu gà Mỹ, thì mình cũng cung cấp thêm cái giống bồ câu gà Mỹ cho anh em. Và có một cái điểm đặc biệt ở trại của mình đó là những cặp chim bồ câu là hoàn toàn là thuần chủng anh em nhé, thuần chủng luôn đấy, chứ mình không có lai ghép tùm lum làm gì cả. Tại vì cái việc mà lai ghép thì qua một vài đời sau là con của nó rất là bé luôn á, con nó bé lắm nên là mọi người nuôi không có chất lượng, nên nhiều người nuôi là họ bị thất bại là như vậy đấy. Tại vì họ cứ mua giống và số lượng nhiều á, ở những cái nơi không uy tín á, thì về đẻ ra con chim nó rất là nhỏ, và có một số nơi thì họ không có bao đầu ra nữa. Chính vì cái việc mà không bao đầu ra nên nó nhiều người họ không có thành công á. Riêng ở trại của mình thì bao đầu ra cho anh em này, cung cấp giống chất lượng cho anh em này, thì tại sao lại anh em lại không ủng hộ trại của mình đúng không, với những cặp bồ câu chất lượng như này. Trại mình có vận chuyển đi cả nước cho anh em luôn, ở đâu bất cứ anh em nào có nhu cầu và mình thuận đường hoặc là mình vẫn có thể
không thuận đường thì mình vẫn có thể ship cho anh em luôn. Hoàn toàn có những cặp bồ câu phải nói là cực kỳ chất lượng. Đấy anh em thấy này, quá chất lượng luôn. Và chim này thì anh em muốn nuôi quần thể cũng được, anh em muốn nuôi lồng công nghiệp cũng được, hoặc là những nhà nào mà hộ nông dân đó mà muốn cho nó thả bay á, bay bay đi bay về anh em, bay ngoài tự nhiên á, thì mình hoàn toàn có thể nuôi được luôn. Chứ nhiều người hỏi mình là chim bồ câu nó có thả, nó có bay không, thì hoàn toàn nó vẫn bay được, nhưng mà anh em phải nuôi cho nó quen một thời gian nhà ấy. Sau đó anh em thả nó đi thì nó sẽ bay đi bay về, nó không có đi mất. Nhưng mà anh em phải nuôi một thời gian ở nhà tầm khoảng một tháng ấy, thì anh em thả nó đi thì nó sẽ không bay mất nhé. Anh em lưu ý một điều như vậy. Chứ còn anh em thích nuôi theo mô hình nào cũng được, miễn sao là anh em nuôi nó thành công. Còn riêng mô hình ở trại mình là làm theo cách nuôi của Thái á. Bên Thái họ nuôi như nào thì ở trại mình là sẽ có học hỏi kinh nghiệm để có gì mình áp dụng và mình truyền tải lại cho anh em. Anh em có thể thấy này, mình đi mà mỏi chân luôn, những cặp bồ câu Thái quá tuyệt vời. Một khách đặt 4.000 cặp thì mình đã chuẩn bị cái số lượng chim này để mình chuyển cho khách này. Ở trại của mình thì lượng chim giống lúc nào cũng dồi dào để phục vụ cho anh em. Thế nên là mọi người cứ yên tâm, mọi người cứ yên tâm nuôi. Mình thì sẵn sàng bao đầu ra cho anh em, sẵn sàng truyền đạt kinh nghiệm nuôi cho anh em. Thì không có lý do gì mà nhiều người còn lăn tăn trong cái việc nuôi chim bồ câu. Nuôi chim bồ câu phải nói là mình nhắc đi nhắc lại, nó là một cái hướng phát triển kinh tế rất là hay luôn cho nhiều người. Nhiều người hỏi mình là bây giờ có 20 triệu thì mình làm gì. Thực ra với những mô hình khác 20 triệu đôi khi không làm được gì mọi người ạ. Ví dụ như là nuôi heo này, nuôi gà này, nuôi dê này, thì hay nuôi thỏ nữa, thì anh em có thể thấy là cái con giống của nó rất đắt. Và 20 triệu thì anh em chỉ nuôi mua được khoảng một vài cặp giống thôi. Riêng đối với heo thì mình nghĩ anh em mua được vài cặp là hết rồi. Nhưng mà nuôi chim bồ câu anh em có thể thấy là 20 triệu thì mua được cũng khá khá cặp giống rồi anh em nhé. Và chim bồ câu thì một tháng lên rồi mình trung bình nó đẻ 2-3 lứa đi, thì anh em nhân giống nó rất là nhanh. Và mình tính trung bình là tầm khoảng vài lứa là anh em đã có thể lấy lại vốn của mình rồi. Anh em lấy lại vốn. Và sau đó thì mọi người, nếu mà ai mà không có tiền nhiều thì mọi người nhân giống của nó ra. Còn những anh em nào mà có nhiều tiền thì mua khá khá, sau đó thì có chim ra ràng thì mình bán là mình đã có tiền liền rồi đấy. Cứ 100 cặp là mình sẽ lời được khoảng 6 triệu một tháng, 5-6 triệu đó. Đây là tiền lời anh em nhé. Khi sau khi mà mình trừ hết chi phí thì mình lời tầm khoảng 5-6 triệu nhé. Thì đấy anh em để tính này, cái anh này anh đặt 4.000 cặp thì lời như thế nào, phải nói là rất là tuyệt vời luôn. Mình luôn sẵn sàng hướng dẫn tận tình cho anh em nuôi, nhân giống này, những cặp nào có thể nhân giống được, những cặp nào thì bán chim ra ràng, và bao nhiêu ngày mình có thể bán. Tầm khoảng 20-25 ngày là mình đã có thể bán chim bồ câu ra ràng đấy anh em. Là trên 5 lạng hết. Đối với chim bồ câu Thái siêu thịt ở trại mình là tầm khoảng 25-30 ngày là hầu như là 5 lạng, 6 lạng hết anh em ạ. Còn những anh em khác nuôi lẹt tẹt 3-4 lạng, đó là tại vì cái giống chim á, giống chim nó không chất lượng. Anh em mua ở đậu ở đâu hoặc là nuôi chim bồ câu ta là thất bại nhé. Nuôi những cái chi giống chim mà nó không có nguồn gốc, hoặc là mua giống ở bên Trung Quốc này, hoặc là những cái trại không uy tín, là anh em nuôi chỉ có thất bại thôi. Nên là mình rất là hiểu cho cái việc đầu tư của anh em nuôi, nên mình cũng làm sao để truyền đạt cho anh em nuôi làm sao để cho nó thành công. Và mình cũng hy vọng rằng năm 2021 này cũng sẽ có nhiều những anh em khác thành công như mình với cái việc nuôi chim bồ câu. Và cái kênh Nông Dân Làm Giàu của mình, nó là một cái kênh để anh em tiếp cận nó, xem video để anh em học hỏi thêm kinh nghiệm. Hoặc là anh em có đặt hàng mình làm video gì thì mình sẵn sàng làm cho anh em. Hoặc là những anh em nào mà cần
nuôi mua những à, nuôi những cái mô hình khác á, mà muốn quảng bá cái kinh nghiệm của mình, hoặc là để cho mọi người biết đến cái trại hay là cái mô hình của mình, thì anh em hoàn toàn có thể liên hệ cho mình. Mình sẽ đến tận nhà làm video cho anh em luôn, quảng bá cho mọi người trên cái kênh Nông Dân Làm Giàu. Đó cũng như là một cái sân chơi cho tất cả những người nông dân ở Việt Nam trong cái việc mà đưa sản phẩm, quảng bá sản phẩm và truyền đạt kinh nghiệm đến những người mà đang có nhu cầu khởi nghiệp về nông nghiệp. Thì video hôm nay của mình đến đây thì mình cũng xin tạm dừng. Và 4.000 cặp này là qua Tết mình chuyển đi rồi, và hy vọng là tiếp tục nhận được sự ủng hộ của anh em trong năm nay nhé. Rồi, chúc anh em có một năm mới nhiều niềm vui. Rồi, xin chào tạm biệt mọi người nhé.